Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc cối nổ bỏng ngô, bỏng gạo mà bên em đang phân phối và bán cực kỳ chạy trên thị trường hiện nay. Thì đây là chiếc cối nổ bỏng ngô của hãng Trung Quốc. Bên em nhập khẩu 100%. Đấy, cối nổ bỏng 7 bếp. Và đây là chúng ta nhìn xem. Đấy, rất nhiều loại của chúng ta sử dụng. Bỏng xoăn cũng như là run, sâu hay là ngôi sao. Và trong trước này cũng có một cái bếp rồi, và cái nắp đặt của nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đây sẽ có một cái chốt này, quý vị để ý cho em. Đó, như vậy thôi, sau chúng ta lắp cái chụp vào. Còn đây sẽ là cái vị trí dao cắt để chúng ta cắt cái bỏng ngắn, bỏng sâu. Còn khi chúng ta lỗ bỏng dài quá, chúng ta sẽ bắt vào đây. Đó. Để chúng ta tránh cho nó nóng. Cực kỳ đơn giản. Đó. Khi mua máy bên em thì sẽ có hai trục xoắn này. Đây là một trục xoắn để lỗ bỏng gạo, còn một trục xoắn sẽ là lỗ bỏng ngô. Đối với cái chiếc lỗ bỏng này sẽ là cái bánh đà đôi dây B kết hợp với motor tầm khoảng 7,5 kW điện 3 pha, hoặc quý vị có thể sử dụng những cái đầu lỗ lớn khoảng mười mấy ngựa gì đấy. Cái cả đấy, chúng ta sẽ đấu vào đây thôi. Như vậy đấy, sẽ có bắt ở đây cực kỳ dễ dàng. Tùy vào nhu cầu quý vị mà sử dụng motor hay là đầu lỗ, mà quý vị hãy chế cho mình một cái khung hợp lý. Hiện nay đối với cái chiếc đầu độ bỏng 7 bếp này thì quý vị hãy gọi cho bên em bán cực kỳ phải chăng, giá chỉ là 2 triệu đồng bao ship tận nhà thôi, mẫu đầu bỏng ngô 7 bếp. Đấy là giá bao ship tận nhà rồi quý vị nhá, quý vị chỉ giá đúng như vậy thôi, giá phải chăng nhất thị trường hiện nay, 7 bếp Trung Quốc. Mọi thông tin chi tiết về chiếc mẫu này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.